2023 hoặc đầu năm 2024 để tiếp tục tiếp nối theo cái hải trình của từ Hồng Kông đến Nghệ An và từ Nghệ An trở về Singapore theo đúng cái lộ trình của các cái giải thuyền buồm quốc tế. Và quý vị biết là tất cả những cái nơi mà có những cái giải thi đấu thuyền buồm quốc tế này á, khi mà nó được tổ chức thì nó kéo theo một chuỗi phát triển các hoạt động du lịch rất là kinh khủng và mang lại một cái giá trị rất là lớn về dòng tiền và các hoạt động vui chơi giải trí. Vì tất cả các giải thi đấu này khi mà được tổ chức thì sẽ kéo theo rất là nhiều người, cũng kéo theo rất là nhiều các hoạt động đi kèm. Thì chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một trong những hoạt động mà nó được tổ chức hàng năm, định kỳ và mang lại một giá trị rất là đặc biệt, cũng như là thu hút được rất là nhiều các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến với dự án của Vinbit. Công ty cổ phần tập đoàn HTQ là đơn vị phát triển dự án bất động sản chuyên nghiệp, đã gặt hái nhiều thành công trong các dự án bất động sản tại dài một số tỉnh trên cả nước. Hiện tại, công ty trách nhiệm điện tử và du lịch Thắng Liên là đơn vị liên doanh với công ty cổ phần tập đoàn HTQ và đồng thời là chủ được đầu tư dự án khu du lịch biển Thắng Liên. Tên dự án khu du lịch Quỳnh Bích Luxury Villa, quy mô dự án là 44,8 ha, gồm 360 căn biệt thự nghỉ dưỡng, 40 căn shop house và mini condotel cùng 6 tòa nhà condotel tiêu chuẩn 4 sao. Với cái niềm vui của lễ khai trương hôm nay, thay mặt lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, xin gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể hội về dự lễ hôm nay lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho buổi lễ khai trương của công ty thắng lợi. Xin chúc cho khai trương văn phòng chi nhánh của HTQ và khai trương văn phòng của Quỳnh Bách Luxury thì sẽ thành công, và chúng tôi hy vọng cái sự phát triển rất nhanh và bền vững của dự án này. Như câu nói của bác Hồ, văn hóa soi đường quốc dân đi, thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng dự án của Quỳnh Bách Luxury sẽ phát triển theo một cái chiều hướng rất sâu và rất bền vững như văn hóa. Xin trân trọng cảm ơn. Thì hôm nay tôi chỉ có một lời thôi, là gửi lời cảm ơn chân thành nhất nhất đến tất cả quý vị đại biểu và tất cả các anh chị em, các người bạn thân thiết nhất của tôi ngày hôm nay. Tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng với